thay thế hết hơn là hay là chỗ nào nhột mình thay? Lắc gam để hết cân. Hết luôn ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Tùng Vê kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kênh Tùng Vê. Hôm nay thì vào ngày 28 tháng 4 2024 âm lịch, thì Tùng Vê cũng có mặt ở tại chùa Nhân Linh, tại chùa An Hòa Tự. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị thân mến, Tùng Quê chân thành cảm ơn toàn thể quý vị xa gần đã chọn kênh YouTube Tùng Quê để xem những chương trình, trong đó đặc biệt thì Tùng Quê cập nhật phong cảnh ở tại chùa An Hòa Tự, chùa thầy, bởi vì Tùng Quê thường xuyên có ở tại chùa thầy nên Tùng Quê thường cập nhật để cho bà con xa gần. Các bà con mà xa, thật xa mà không có về chùa được thì bà con cũng xem được thấy chùa hàng ngày, để biết rằng tại An Hòa Tự, tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, một ngôi chùa đạo Phật giáo Hòa Hảo đầu tiên vẫn là bình yên, bà con đến chùa lễ bái cúng hàng ngày rất là tốt. Còn cái gì thì giờ đây Tùng Quê lời nói đầu tiên kính chúc toàn thể quý vị xa gần luôn được mạnh khỏe, bình an, mọi việc đều hanh thông, và quý vị luôn được sự trợ che của Đức Phật, quay linh Đức Thầy. Kính thưa quý vị, và Tùng Quê cũng mong rằng toàn thể quý vị luôn được sự trợ che của Đức Phật, quay linh Đức Thầy, rồi quý vị luôn nhớ niệm Phật hàng ngày, bởi vì khi quý vị thực hiện chương trình niệm Phật là pháp môn tịnh độ mà pháp môn Đức Thầy đã chỉ dạy, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thiền rác giúp đưa thanh chúng cái gì. Thế nên quý vị nhớ niệm Phật thường xuyên, Tùng Quê cũng vậy, bởi vì khi mà chúng ta niệm Phật rất là nhiệt tình, thường xuyên, thì tâm chúng ta được kiên định. Và khi quý vị giữ được tâm kiên định thì bằng câu niệm Phật thì trí huệ quý vị luôn phát khai. Và thứ hai, quý vị sẽ được sự trợ che của Đức Phật, bởi vì quý vị thường xuyên niệm Phật thì Phật sẽ giúp họ cho quý vị. Và giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi lần vào trong mà thấy quý vị ha, vào người trong một chút để cho quý vị hướng đến tịnh lễ Đức Phật, lễ tâm bảo.
Kính mời quý vị đảnh lễ Tam Bảo Nam Mô Di Đà Phật. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Thầy Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì phía trước chùa, nơi chánh điện thì có một cái bàn hương án. Quý vị thì chúng tôi được biết là hôm nay chùa có chương trình sửa lại cái nóc có phía sau hội trường, nên ban trị sự trung ương cùng với ban quản tự có lập ra một cái bàn hương án để mà cầu nguyện ơn trên gia hộ để cho sửa chữa lại cái nóc hội trường. Bởi vì cũng lâu năm và thiết đã hư trong môi về Phật. Giờ đây thì Tùng Vê sẽ lui cho ra không vậy? Để mình đi tiến về phía hội trường đang sửa chữa trong môi về Phật. Các vua Việt, phía sau họ, phía trước hộ pháp thì cũng có một cái bình bông cũng rất là đẹp. Tùng Vê sẽ tiến đến nè. Cũng mời quý vị tiến lại trong môi về Phật. Lại được hộ pháp trong môi. Kính thưa quý vị, hiện tại phía trước săn nắng cũng rất là nhiều. Quý vị thấy ha, hiện tại chúng ta nhìn thấy nóc hội trường, các anh mình đang ở trên nóc đang sửa chữa nha quý vị. Kính thưa quý vị, hội trường xây cắt tới nay thì cũng rất là lâu, nên hội trường phía thiết phía trên nóc bị hư dột nhiều, nên hôm nay ban trị sự trung ương cũng mong quản tự đã thực hiện sửa lại hai lợi thiết mới. Nếu mà lợi gần thì chúng tôi sẽ không quay được cái cảnh trên nóc, nên ở xa xa quay trong nhiều tháng nha. Chùa hội trường này để đọc giảng thường lệ 29-30 hay là 14-15 phải không vị, vào những ngày chính lễ thì giống như là ngày 24-25 ngày đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì hội trường này cũng là cái nơi để chúng ta làm lễ. Trường cũng rất là lớn, mua nhà bạn. Các anh mình đang ở trên nóc, giờ này nắng khoảng 9 giờ nắng rất là nhiều. Ngày xưa đó thì lợp bằng thiết giả ngói nhau gì nên đã bị hư. Chúng tôi giờ đây thì tụi quê sẽ đi lần ra phía sau cũng gì là gần hơn thế rồi. Không biết là có thay hết không. Nơi đây là nơi làm việc của mình. Kính mời quý vị hướng đến nơi đây làm việc của ban quản tự, có một chương trình thầy. Kính mời quý vị kinh lễ Nam Mô Di Đà Phật. Cái hôm nay mình hội trường mình lợp là mình lợp thay thế hết hơn là hay là chỗ nào dột mình thay làm lại hết cân hết luôn ha. Có nghĩa là nó bị cũ hết rồi, bây giờ thay hết luôn. Rồi. Dạ, thay lại bằng thiết trắng nhôm trắng ha. Rồi em mới tới thông cảm ha, hơi trễ chút thôi không sao. Thấy em thấy có bằng hương án em biết làm lễ rồi. Tại vì bữa em không hay, phải may đi sớm, đâu có cho ai á. Tại vì đang đâu biết, quên phải không? Quên để. Rồi, chính thưa quý vị, hiện tại là các anh mình cho biết là thay hết như vậy. Các chú mình đang ở dưới này ngồi chờ. Ở đây là coi như không thấy rồi.
ở đây mình ngồi chờ là ai đem thiết xuống là mình bưng đi đó hả? Ờ, bổn phận mình là bưng thiết thôi hả? Chứ đem thiết lên. Thiết lên bển con. Ở vậy hả? Ờ. À, cái đuôi bây giờ thì chúng tôi chở về đây một chút xem coi giờ tình hình cho này. Đang lên xuống nè. Ghê quá hả? Đừng chạy từ từ, té hả con? Ồ, tuyết sao thấy cũ kỹ quá em. Hả? Quá cứ xét thôi. Ồ, thấy quá xấu em. Bởi vì dột là phải rồi. Bên đó là cái gì bên? Bên đó có nguyên liệu chính bánh này nè. Vậy hả? Và đây là thiết cũ rồi, thiết cũ sao mốp méo hết trơn. Quá cũ kỹ rồi. Ở trên đó nó có ba đường cong cong đó. Phải làm cho thành cái cong theo. Người ta phải con. Con Dũng không? Con Dũng này. Làm nào? Dũng lấy ra, Dũng từ thiện kìa, có không? 18 tháng 5 đi theo đoàn, em đi chung với Dũng rồi. Để nghiên cứu rồi. Đi cho quay phim đâu. Ồ, xe này đang cẩu gì vậy? Đang cẩu. Đi đi. Thiết cẩu thiết mới hả? Ừ. À. Té con vậy. Đang chào anh Dũng của chúng tôi. Chào. Bảy rồi bay. Bảy giờ rồi. Thôi chụp con bay nha. Cái thưa quý vị, trời nắng rất là gắt nên bà con mình cũng lúc lúc theo vậy. Hiện tại thiếp đã chở tới, đây là thiếp cẩu lên trên luôn. Vì là mình được biết là sẽ thay hết quý vị, thay hết nguyên cái nóc này. Hôm nay không biết như thế nào đây, bà con mình cũng đông quá. À, đây là cũng là cái khâu chuẩn bị cho ngày lễ không vậy? À, chuẩn bị cho ngày lễ, kính mừng ngày lễ 18 tháng 5 2024 đấy vậy. À. Ồ, thiết này cũ rồi, nhìn thấy tệ quá ha. Quá tệ luôn rồi. Có em luôn à. Xét chưa không? Đó, còn chạy là 50%. Cái này còn cho ai? Cái này làm mà đứng dừng dắt được. Dừng dắt được ha. Dừng dắt. Ờ dừng dắt được. Ờ dừng dắt được ha. Sơn xuống xuống rồi. Cái này theo mà mình tính là bao nhiêu năm rồi ta, mà nó gì ta? Ờ em nè. Hả? Rồi, hồi cấp mới cắt tới giờ cũng lâu lắm rồi nha. Không biết. 15 20 năm. Ờ mười mấy năm rồi ta. Này xài 10 năm nó năm nhỏ vậy. Dạ hả? Lâu lắm, dừng 20 năm. Dừng dách được, mà dừng dách nó không thẳng chứ sao dừng? Ok. Dạ. Không cắt ra. Vậy là nữa cho người nghèo nào người ta cần để cho. À. Ờ mình nếu mà dừng mình đưa cái bài này đi ra nè, đẹp nè. À thôi vậy hả? Có một ông chú phát khăn lạnh luôn. Khăn lạnh đây, mời quý vị dùng khăn lạnh đi. Quá êm tơ. Có một ông chú phát khăn lạnh cho bà con. Kem, ăn kem chứ không phải là khăn lạnh. Ủa cái này kem hả? Kem. Ủa vậy tưởng đâu khăn lạnh? Tưởng đâu làm khăn chứ không? Kem tôi ăn. Kem. Cho chú ơi, phim ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi tôi có làm gì đâu ăn. Thôi được rồi, cho bà con đi. Vậy mà tưởng khăn lạnh nhau à? À có một chú mình đãi kem nữa gì. À khăn lạnh quý vị ơi. Tưởng đâu kem không?
À, bởi vì bây giờ nó trên tiền xuống. Cái thưa quý vị, có những chỗ trong hội trường đang bị chốc ra nên cũng phải sửa chữa lại luôn quý vị. Có đùa vậy, các anh em mình nói là phải xiết ngày nay cho rồi. Không mà giáng trời bữa nay đừng mưa ha, mưa hôm qua đó mưa chẳng quá dữ dội đó nè. Chắc hết nước rồi. Nãy quên không lấy ốc kêu bắn ba cái chỉ này luôn, trời chỉ trong đó. Đây là các anh là chuẩn bị làm chương trình lễ đâu vậy, bữa nay tập trung vô làm chương trình cái nóc rồi. Qua vụ này bắt đầu mình tiếp tục mình làm không? Qua là không làm ra rồi. Dạ. Không làm ăn đây chúng tới là điều rang đó phải không? Đó điều rang, lãnh làm lễ đài. Bởi vậy. Có lãnh vụ xe qua ở Phú Long gì nữa mà, phải không? Chiếc Phú Long nữa. Bởi vậy. Mối mang không? Trước mắt là mặt lễ đài lại trước. Dạ. Lễ đài mình ở trước đó hả? Sửa ra mấy thùng nữa. Dạ hả? Làm được mẫu mới. Đúng rồi. Mình phải đổi mới ha. Bữa nay anh Dũng mình có đây không? Thì nó hết đó, anh là sếp đó hả? Anh là sếp. Chỉ huy phía trên nè. Chỉ huy làm bữa nay đó. Mà Dũng xong rồi. Cái đó là cái nãy ơi. Cái đó là thạch cao hả gì không? Thôi bỏ cái chỉ là làm tới 4 cây rồi. Các anh em bà con cũng tập trung rất là đông để mà quyết tử là đêm ngày nay. Ngày nay cho xong luôn đi. Ủa mà mấy dây điện đó sao ghê quá, ngồi gần gần dây điện ghê quá. Kính thưa quý vị, từ ngày mà cắt cái hội trường tới giờ thì cũng rất là lâu rồi, chúng tôi cũng không nhớ là năm nào. Nhưng mà từ đó tới nay thì thiết đã bị hư rồi, bây giờ cần phải thay đổi lại hội trường bằng thiết mới. Tất cả anh em tập trung hôm nay làm là quyết tử rồi, ngày nay cho xong. Mà bởi vì trời mưa gió, ngày qua có một trận mưa rất là lớn, hôm nay thì mình cũng mong rằng là trời không mưa để cho bà các anh em mình làm cho xong. Dân mình là dư dân luôn ha. Đúng rồi. Hả? Dư dân luôn. Dư dân. Các anh ở đâu lần? Ở Trung Hưng. Hả? Trung Hưng Cờ Đỏ. Cái gì? Trung Hưng Cờ Đỏ. Ở Cờ Đỏ lần hả? Ở ngoài Trung này Hưng. Nào, ngoài Cờ Đỏ ra chở ngược ra 12 số. Có đó tỉnh gì ạ? Tỉnh Khở. Trời, từ dưới lên đây làm luôn hả? Ở đây đâu có gì. Tại dưới tại đâu hay vậy? Bộ anh em cho hay hả? Có đoàn ông đó đó, ông đó kêu đó. Ồ vậy hả? Ông đó ông Thiện. Thiện là trái trong Thiện. Tôi đó, ông đội trưởng tôi thì một tay mặt trái trong Thiện. Ông Thiện là ông đang làm ở trong từ thiện xã hội mà, thành ra bổn phận ông phải rồi. Ồ chào anh nha. Không ngờ bữa nay đội anh có tham gia chương trình đó. Tôi mới nghe mấy anh này nói nè. Hôm nay anh dẫn lên bao nhiêu người lần anh?
hôm nay đội của Cần Thơ là trên dưới là 48 người. 48 người đó hả? Ồ, ồ, vậy là kế hoạch cũng lớn ha. Rồi hôm nay quyết tâm là mình phải làm sao cái nóc này cho rồi hay sao anh? Dạ, tôi biết ngày nay là cho nó hoàn thành cái nóc này. Dạ, chứ bằng không á là lỡ dở thì cũng khó ha. Dạ, thì mùa này là mùa mưa. Bởi vậy? Cho nên là làm cái gì phải cứ quyết làm. Mình khởi công vào lúc mấy giờ tới giờ? Thì lúc 6 giờ. 6 giờ bắt đầu làm à? 6 giờ là anh em ta tập trung nhau, bắt đầu là diễn khai công việc và bắt đầu là... Làm. Hiện tại anh đang lãnh trách nhiệm gì hiện tại? Thì đây là coi như anh em cũng tập trung nhau và anh... để mình là coi như là hướng dẫn anh em để mà làm theo nó nhịp nhàng. Rồi cho nó nhịp nhàng ha. Cho nó có nhịp. Thấy là người dân mình cũng như dư dân à. Dạ, anh em coi như trên cái tinh thần rất là nhiệt huyết để làm cho cái hỗ trợ mình hoàn thành để chuẩn bị cho ngày đại lễ. Dạ. Ở dưới Cần Thơ mình hiện tại chuẩn bị đại lễ chưa? Có cái hướng. À, hôm Cần Thơ là cái tại chùa An Thới, phường Thới An là đã khởi công vào bữa rằm. Khởi công rồi. À, khởi công làm xem qua hay gì? Làm bè thuyền qua đó. Ôi, dữ vậy đó hả? À, năm nay làm hơi long trọng hơn năm chút. Phải nói là thuyền qua hả? Dạ. Đặc biệt ở dưới làm thuyền qua. Dạ. Ở đây thì không còn nữa. Rồi. Rồi à, vậy là hôm nay mình đi lên chi xe 16 hả? Lên 3 xe 16. Ba xe 16. Ở đây là anh Thiện giống gì? Anh Thiện làm trong từ thiện xã hội. Thì hôm nay ảnh đã dẫn quân lên 40 mấy 50 thôi. Đây là chắc lính anh hay không quá. Dạ. Anh cũng khỏe anh. Dạ. Rồi chúc anh mạnh khỏe để làm cho công tác nha. Dạ. Rồi. Bên Tùng Quê. Tùng Quê không? Ờ. Có khi nào thấy Tùng Quê không? Chắc không đi. Có coi trên YouTube. Ở đâu? Tùng Quê trên YouTube á. Có coi trên YouTube rồi. Ừ, Tùng Quê. Không có đem điện thoại tới đây. Mình về nhà tối nay mình thấy à. Tùng Quê phải không? Tùng Quê. Ngày mai đi. Lỡ rồi ngày mai. Cái đồng vị thông bánh nè. Thiết này cẩu lên như vậy, cẩu lên phía trên. Thôi, lục công dây lục nó chụp ơi. Lục công dây lục nó chụp chụp nó chụp. Các đồng quý vị thông mến, hiện tại thay vì mình đưa lên từ tấm thì cũng rất là cực, nên nhờ xe cẩu đưa lên lằn một lố luôn vậy. 5 tấm hả? Dạ. Chuẩn bị lên nữa chưa? Chưa hả? Chưa. Thiết này phải nói là nó chừng là xét rồi, thấy nó xấu dữ dằn lắm vậy. Đang khẩu là cái gì vậy? Thuyết này thì nó sẽ giá cho một bên, có nghĩa là máy mình hai bên, hai máy không biết. Thì một cái máy cho đủ luôn, từ trên tới dưới, cũng rất là tiện. Mình lợp bằng thiết nó có tuổi ha.
nó thấy có thời gian nó xét ha, chứ mình lọc ngói luôn đó em ha, ngói là ngon hơn ha. Dạ. Cái này ta lọc ngói rồi nè, máy này ta lọc ngói rồi nè. Bỏ gì. Dạ. Lên tới đầu trên luôn hả ta? Đưa lên tới trên luôn bây giờ, lên tới máy luôn. Đỡ chưa? Nặng lắm luôn vậy. 1, 2, 3 cao lên. Cái thú vị khu vực này là khu vực nước nha nghe, nước uống. Khu vực nước uống bà con mình cứ khắc nước là tới tự đúng. Quá nguy hiểm bây giờ, nãy tu xuống ghê quá. Có nghĩa là để thiết lên cẩu lên mà chừng lên trên cái mở dây ra cái nó tuột xuống vậy. Nơi đây cũng đang sửa chữa. Đang làm thêm thôi quý vị. Đây là nơi ban quản tự nha. Này là nơi để ăn. Ủa mình đang sửa chữa gì anh Tư? Che ra thêm mấy vậy? Cái gì? Qua dông nó sập rồi. Ghê vậy đó hả? Ủa hả? Ồ dông dữ vậy đó hả? Các quý vị thân mến, nơi đây cũng sửa chữa nơi để chuẩn bị cho cái ngày đại lễ rồi có để đãi cho bà con như gì. Nơi đây thì để chúng tôi đi lần trong hậu cần xem sao, bởi vì ngày nay phải chuẩn bị đãi cơm rồi cho rồi rất là đông, cả trăm người. Ô chào, chào Lê. Quả Lê, quả Lê. Bữa nay cũng đâu có nhớ đâu. Tại vì ngày nay cái ngày ở tổ. Tổ em tính nhắn tin với anh ơi. Ừ vậy hả? Em tính nhắn tin đó, anh hai khác cũng quay bên này mình nấu 20 mâm nè. Bộ nấu rồi chưa? Nấu rồi nè anh hai. Vậy hả? Dạ. Hay dữ hả? Bữa nay mình sẽ đãi tới 20 mâm nữa hả? 17, 18 mâm mà chung chùa đó anh hai. Nấu quá nhiều nhiều. Đúng rồi. Dạ. Ngoài mình nãy ra món gì? Này là bít tết mật chay nha. Nãy là mì xào. Mì xào. Đu chiên với canh. Gì đó hả? Có một canh nữa, canh gì? Như là canh củ cây đỏ, cây trắng. Canh cắm hả?
anh hai, hồi sáng để bánh tầm nước á. Gì hả? Nóng bò bình cái lô bia. Gì sao? Giờ lại hết luôn rồi. Còn ăn buổi trưa nữa. Gì hả? Trưa nay bún xào. Bún xào. Dạ. Nhiều món á. Mình đi làm ăn có biết không? Không ăn bánh canh cho anh, làm canh tôm. Thôi được rồi, thì chúc ăn cơm luôn, ăn cơm ngon. Nha. Trưa nay bún xào anh hai. Ơi quá ngon ta rồi. À, hiện giờ thì ở đây cũng có một mâm cơm dân cúng luôn vậy, hàng lễ luôn. Rồi thì khi nấu cơm xong rồi thì sẽ dân cúng ở đây. Rồi tất cả các món ăn đều ngoài dân lên cúng. Ủa rồi bây giờ quả lê giới thiệu cái này là tô canh chuẩn bị. Canh nè anh hai, đúng không cô với trái đậu hả? Vậy chút xíu là mình mới châm nước vô ha. Dạ dạ, chút nước vô. Ồ, ngon quá đây. Có bổ cho ông nếm thử đi coi. Thôi, không được. Quá ngon. Ngon cho ông nếm thử miếng đi. Quá lê chung hả, cái gì quá lê chung hả. Rẻ rồi, quá lê nhiệt tình. Còn đây bông phượng nè. Còn quý vị... Bích phượng đó. Phượng... Này bông phượng. Bích phượng hả? Bích phượng. Ghê quá, ghê quá. Ca sĩ bất thường, ca sĩ bất thường nha. Hôm qua hả, hôm qua vắng bữa. Còn cái này là gì? Ồ, ông này ông đang chiên cái sườn ngon ngon quá gì ơi. Chiên hả? Chiên ngon không? Ừ. Cái này là thử được nè. Được, được đó đó. Vậy đúng rồi. À, cái quý vị thông mến. Vào buổi sáng này thì chương trình đãi cơm cũng rất là đặc biệt. Đây là những món ăn phía trên là ngon rồi, đây còn thêm canh nữa. Còn buổi sáng mình là đãi vừa rồi là bánh tầm hả? Bánh tầm nước 30 kg. Rồi buổi trưa này nữa. Sáng 30 mua thêm chắc chưa 20 đến 50. Rồi buổi trưa. Buổi trưa mình hả? Bún xào. Bún xào hả? Bún xào nữa. Rồi buổi chiều có không? Không. Buổi chiều khỏi ha. Dạ, chưa có nghe vụ, chưa nghe nói vụ cơm chiều. Chắc không có quá ha. Dạ. Rồi. Kính thưa quý vị, như vậy là chương trình đãi rất là liên tục để mà đầy đủ cho bà con mình ăn. Cái công tác mà làm này tới chiều nữa nha, tới chiều rồi. Giá trời bữa nay đừng mưa, ngày qua đây có mưa lớn không? Lớn. Xong xong nhà cơm rồi. Dạ hả? Rồi chúc quý vị mạnh khỏe để tiếp đãi ha. Dạ. Rồi chào. Chưa hết mà chào, phải không? À, quý vị, những mâm cơm rất là ngon. Ta đang chuẩn bị để mà các thợ mà khi xuống là dùng cơm giống vậy, cho mồi là mà. Để chuẩn bị cho ngày đại lễ được ổn định nơi làm lễ quý vị thì ban trị sự trung ương cùng với ban quản tự sẽ chuẩn bị sửa chữa nhiều nơi, đặc biệt hôm nay thì sửa chữa hậu trường. Cảm ơn. Dạ. Nhiêu năm ta? Hả? Tại cơm nhiêu năm? Chừng 20 năm ăn lên đó, ăn nước ở hậu trường này cắt lâu lắm rồi đó nha. Thiếu qua một số năm. Ừ. 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 Ừ.